Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy để chọn bộ linh kiện của điện thoại kiêm máy tính bảng Huawei MediaPad T1 có tên mã là F8701U đang có mặt tại didongcaocap.vn. Và đây là phần khay SIM của máy. Các bạn để ý một chút, nó có cái lẫy đồng vàng vàng, đó là các lẫy tiếp xúc trên main và SIM của Huawei MediaPad T1 8 inch. Khi quý vị bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần khay SIM của Huawei MediaPad T1 không nhận SIM, nhận chập chờn hoặc lúc không là do phần khay SIM này đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Hiện nay di động có cấp.vn có sẵn mọi linh kiện trên điện thoại Huawei MediaPad T1 8 inch nói chung và phần khay SIM của Huawei MediaPad T1 nói riêng. Khi quý vị bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần khay SIM của Huawei MediaPad T1 lỗi hỏng làm cho máy không nhận SIM, mất sóng, nhận chập chờn hoặc lúc không, quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động có cấp.vn. Chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới sửa lỗi không nhận SIM trên điện thoại Huawei MediaPad T1 8 inch, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại didongcaocap.vn. Mọi thắc mắc thêm xin vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.